close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ của em Ánh nhá. Thì hôm nay em Ánh xin gửi tới toàn bộ quý khách hàng yêu quý của em một cái dự án đất ba lô mà chủ đầu tư gửi bên em Ánh bán. Thì đây chính là ba lô đất đấy đây mọi người nhá. Với cái phương án tách sổ của cái ba lô đất này là như sau. Ở cái phía em Ánh đang chỉ tay đây là hai lô. Ở phía bên ngoài thì có một lô là lô góc, một lô là lô thường, và mặt trong của cái lô đất này gồm có một lô nữa. Thì là cái phương án tách sổ thì là cái căn lô góc là 34,6m với cái chiều mặt tiền của ngôi nhà là 3m1 và chiều sâu là 11,34m mọi người ạ. Và cái lô ở bên cạnh kia lô thường thì là mặt tiền cũng là 3m1 và chiều sâu là 11,95m. Đấy. Hai cái lô mặt tiền này thì giá chào bán là 30 triệu 1 mét. Và cái lô bên trong là giá chào bán 26 triệu 1 mét. Với cái lô đất này thì vị trí là nằm thuộc tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cụ thể là ngách 6/22 đường Yên Hòa mọi người nhá. Cái vị trí của cái lô đất này thì là gần với lại trung tâm phường tổ 14, phường Yên Nghĩa. Cách trường mầm non, trường tiểu học chỉ khoảng tầm 200m thôi. Cách chợ cũng khoảng tầm 300m, rất là tiện ích đi lại. Với cái ngõ trước nhà là 3m2, 3m rưỡi. Ngõ thông, đường rộng, ô tô có thể đi qua mọi người nhá. Đây em đứng ở cái vị trí lô góc này đây, mọi người có thể quan sát luôn. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết về cái mảnh đất này thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh nhá, theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để mọi người có thể cập nhật thêm được những cái video bất động sản tiếp theo của em Ánh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.